Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 1, Chân trời sáng tạo. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là em làm được những gì trên 86. Bài số 1, đọc bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10. 1 cộng 1 là bằng 2 đúng không? 2 cộng 1. Cái này người ta yêu cầu là đọc bảng cộng và bảng trừ thôi, đúng không? Không cần đáp số. Đây là 1 cộng 1, 2 cộng 1, 3 cộng 1. Cái dạy chỗ này là gì? Tương tự là chúng ta là sẽ 4 cộng 1. 4 cộng 1. Cái này là 5 cộng 1, 6 cộng 1, 7 cộng 1, 8 cộng 1, 9 cộng 1. Đây là 1 cộng 2, 2 cộng 2. Đây là gì? 3 ra cộng 2. 3 ta cộng 2, 4 cộng 2, hay chữ này là 5 ta cộng cho 2, 6 cộng 2, 7 cộng 2, 8 cộng 2, 1 cộng 3, cái này là gì? 2 ta cộng 3, 2 ta cộng 3, 3 cộng 3, 4 cộng 3, 5 cộng 3, hay chữ này là 6 ta cộng cho 3, 7 cộng 3, ngay chỗ này là gì? Chỗ này người ta họ ghi là 2 ta cộng 4, rồi 3 ta cộng 4. Đó. Như vậy chỗ này là 1 ta cộng 4, 2 cộng 4, 3 cộng 4. Nên là 4 ta cộng cho 4, 5 cộng 4, 6 cộng 4. 2 cộng 5, 3 cộng 5, 4 cộng 5. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ 1 ta cộng cho 5, 4 cộng 5, 5 cộng 5, 1 cộng 6, nên là 2 ta cộng 6. 3 cộng 6, 4 cộng 6. Này là gì đây? 2 ta cộng 7. Vậy thì ngay chỗ này chúng ta sẽ có là 1 ta cộng cho 7. Được. 2 cộng 7, 3 ta cộng cho 7. Nha, 3 cộng 7. Ở dưới tiếp theo là 1 cộng 8, 2 ta cộng 8, 1 ta cộng 9. Rồi, ta qua các bảng trừ. 2 trừ 1, 3 trừ 1, 4 trừ 1, 5 trừ 1, hay chỗ này là 6 trừ 1, 7 trừ 1, 8 trừ 1, 9 trừ 1, 10 trừ 1, 3 trừ 2, 4 trừ 2, 5 trừ 2, 6 trừ 2, 7 trừ 2, 8 trừ 2, 9 trừ 2, 10 trừ 2, 4 trừ 3, chứ theo chỗ này là gì? 4 là tới 5. 5 ta trừ 3, 6 trừ 3, 7 trừ 3, ở chỗ này là 8 ta trừ 3, 9 trừ 3, 10 trừ 3, 5 ta trừ 4, 6 trừ 4, 7 ta trừ 4, 8 ta trừ 4, 9 trừ 4, 10 ta trừ 4. Sáu ta trừ 5, 7 ta trừ cho 5, 8 ta trừ 5, 9 ta trừ cho 5, này là gì? 10 ta trừ cho 5, 7 ta trừ 6, 8 ta trừ 6, 9 ta trừ 6, 10 ta trừ 6, 9 ta trừ 7 này, 9 ta trừ 7 ngay trên này là gì? 8 ta trừ cho 7, trên này là 10 ta trừ cho 7. 9 ta trừ 8, 10 ta trừ 8, 10 ta trừ 9. Câu A, viết các phép cộng và phép trừ còn thiếu. Nào, chúng ta đã viết xong. Câu B, tô màu các phép cộng có kết quả là bằng 10. Rồi, chúng ta sẽ đi tìm tất cả các phép cộng có kết quả là bằng 10. Kéo xuống. Giờ chúng ta sẽ tô màu. Bây giờ tùy theo mấy em ha. Mấy em tô màu. Mà nào tùy. Thầy sẽ tô màu vàng. Rồi kết quả nào sẽ có kết quả bằng 10? 9. Còn 1 là bằng 10.
9 là cộng 1 là bằng 10. Này, cái phép tính này là bằng, kết quả là bằng 10 này. Nè, 8 là cộng 2 là 10 nè. Bảy tao cộng ba là 10 nè. Sáu tao cộng bốn là 10 nè. Năm tao cộng năm là 10 nè. Bốn tao cộng sáu là 10 nè. Ba cộng bảy là 10 nè. Hai ta cộng tám là 10 nè. Một ta cộng chín là 10 nè. Yeah. Đó, nguyên cái dãy này là kết quả là bằng 10. Câu B xong không? Tiếp theo qua câu C. Tô màu các phép cộng, phép trừ à, có kết quả bằng 5 không? Bây giờ vừa phép cộng và vừa phép trừ nha, có kết quả là 5. Còn câu B là tô màu có kết quả phép cộng à. Và bây giờ qua câu C là vừa phép cộng và phép trừ có kết quả là bằng 5 à. Chúng ta sẽ tô màu cho nó khác tí xíu. Nè, có phép cộng trước. 4 tới cộng 1 là bằng 5. 4 tới cộng 1 là bằng 5 này, được chưa? Như là phép cộng này kết quả bằng 5 này. Được chưa? 3 là cộng 2 là kết quả bằng 5 nè. 2 ta cộng 3 là kết quả bằng 5 nè. Bốn cộng một kết quả bằng năm. Rồi chúng ta xem còn cái nào không, thấy rồi, bốn cộng một ba cộng hai, hai cộng ba bốn cộng một, rồi trên này là sáu hết này, cái giải là sáu trở lên hết. Rồi. Đấy, đó là cái phần cộng. Rồi cái phần trừ. Chúng ta đi tìm kết quả là bằng 5. 6 trừ 1 bằng 5 nè. 6 trừ 1 bằng 5. 7 trừ 2 là bằng 5 nè. 8 8 là trừ 3 bằng 5 nè. 9 là trừ 4 bằng 5.
10 ta trừ 5 được 5 nè. 5 rồi. Chúng ta xem còn cái nào nữa bằng kết quả bằng 5 không nha. Như vậy cái dãy này từ từ 10 mà chúng ta trừ cho 1 2 3 4 5, như vậy là nguyên cái dãy chỉ có một con. Rồi cái dãy này thì cũng có một con. Được không? Ngoài ra không có con nào khác. Cái dãy 8 này thì cũng có một con. Cái dãy 7 này thì cũng có một con. Dãy 6 một con. Còn cái dãy 5 này à, dãy 5 không có, dãy 4, dãy 3, dãy 2, dãy 1 không có. Như vậy là cái bài số 1 chúng ta đã hoàn tất. Chúng ta sẽ qua cái hoàn tất tới câu C, rồi còn câu D nữa. Đó, câu D. Câu D người ta họ yêu cầu cái gì đây? Điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng hoặc là dấu bé. Như vậy chúng ta sẽ cộng này lại coi. Như vậy đã điền nguyên cái dãy này luôn, được không? Dạ, chúng ta cộng cái này là gì? Là bằng 617 này 8, 6 cộng 3 là 9, này là 10. Thì con 8 này sẽ lớn hơn con 7, đúng không? Con 9 này nó sẽ lớn hơn con 8, và con 10 này sẽ lớn hơn con 9. Được chưa? Câu này là gì? 6 trừ 1 còn 5, 6 trừ 2 4, 6 trừ 3 còn 3, 6 trừ 4 còn 2. Được. Bây giờ con số 5 là lớn nhất, con số 5 lớn hơn con 4. Con 4 là lớn hơn con 3, con 3 là lớn hơn con 2. Chúng ta sẽ qua cái bài tiếp theo, bài số 2. Bài số 2 tính nhẩm 4 cộng 3 là bằng 7, 1 cộng 9 là bằng 10, 2 cộng 2 là bằng 4, 4 nó cộng 6 là bằng 10. Năm ta trừ 4 cộng 1, 10 ta trừ 8 cộng 2, 3 trừ 2 cộng 1, 8 trừ 7 cộng 1, 2 ta cộng 6 là bằng 8, 6 ta trừ 5 là cộng 1, 4 ta trừ 3 là cộng 1, 1 ta cộng 8 là bằng 9. Bài số 3 tính nhẩm 3, 5 ta cộng 3 rồi cộng 1. Nha. 5 ta cộng 3 là bằng 8. Nha. Bản thân cái này là bằng 8 này. 8 ta cộng 1 là bằng 9. Một ta cộng 5 là bằng 6. Chúng ta nhớ nha, chúng ta sẽ làm bên tay trái nha, làm bên tay trái ta làm qua nha. Bên tay trái này chúng ta làm qua, chứ đừng làm bên tay phải chúng ta làm qua nữa. Làm bên tay phải chúng ta làm qua chúng ta sai ạ. Rồi ta làm 1 ta cộng 5 trước nha, chứ đừng lấy 5 ta cộng trừ 4. Rồi, 5 ta trừ 4. Ví dụ như bài này có thể được, nhưng mà bài này coi chừng sai. Tại vì phía trước này là dấu trừ, coi chừng sai. Cho nên mấy em còn nhỏ, mấy em chưa học dấu âm, thì chúng ta cứ việc làm bên tay trái chúng ta làm qua, để tránh cái trường hợp sai. Đó. Giờ cái này là 10. Ở quay cái này chưa xong nè. 1 và cộng 5 là bằng 6, 6 là trừ 4 là được 2. Cái này cũng tương tự vậy, chúng ta làm bên tay trái chúng ta làm qua, chứ làm phải là làm qua như thế này là sai. Ví dụ như ngay chỗ này chúng ta làm tay phải chúng ta làm qua, thì chúng ta cứ việc lắc, chúng ta cứ nghĩ là lấy 7 ta trừ 1 rồi sau đó tới 10 ta trừ cho cái này là sai. Được, sai. Đây là dấu âm. Vậy là 10 ta trừ 7 là còn 3, 3 trừ 1 là còn 2. 1 cộng 7 là bằng 8, 8 trừ 7 là còn 1, 8 là trừ 8 là còn 0, 0 là cộng 3 là bằng 3,
2 ra cộng 1 là bằng 3. 3 trừ 3 là còn 0. Bài số 4. Làm theo mẫu. Rồi, chúng ta xem cái mẫu ở cái mẫu người ta họ làm gì đây. Con 6, con 7, con 8, con 3, con 5. Rồi, như vậy là 3 ta cộng ra 5 là bằng 8. Rồi ngược lại là 5 ta cộng 3 là bằng 8. Nói ngược trở lại thì 8 ta trừ cho 3 là 5. 8 ta trừ cho 5 là được 3. Còn không có liên quan gì đến con số 6 và số 7. À, như vậy thì chúng ta làm cái bài dưới này coi. Con 1, con 10, con 8, con 6 và con 4. À, như vậy hai con nào cộng lại bằng nhau. Vậy chúng ta thấy con 6 và con 4 cộng lại bằng con 10. Được không? 6 cộng 4 là bằng 10. Vậy cái này chúng ta sẽ nối như đây. Cái này nối như đây. À, còn lại con 1 và con số 8 này có vẻ không liên quan gì hết. Không liên quan. Giờ chúng ta sẽ có là 6 ta cộng cho 4 là bằng 10. Được không? 4 ta cộng cho 6 là bằng 10. À. Rồi ta lấy 10 nó trừ cho 4 bằng 6. Và ta lấy 10 nó trừ cho 6 bằng 4. Rồi tiếp theo. Mà bài này thì sao đây? Con số 4, 4, 0, 2 và 9. Thì ngay chỗ này thì chúng ta sẽ có con số 4, con số 0, con số 4 bên này. Thì 4 ta trừ cho 0 bằng 4. À. Rồi, bài này thì chúng ta sẽ có con 4 và con 0. À. Như vậy con 2 và con 9 là coi như không có liên quan gì. À. Rồi chúng ta chỗ này chúng ta sẽ có là gì? 4. Rồi ta lấy 4, ta cộng 0. Nè. 4 này, cộng 0 bằng 4. Rồi 0 cộng cho 4 bằng 4. À. Rồi. Ta lấy gì? Ta lấy 4 trừ cho 4 bằng 0. À. Rồi ta lấy 4 nó trừ cho 0 bằng 4. Chúng ta tiếp theo qua cái trên tiếp theo. Bài số 5. 9 tới trừ 6 được 3 nè. Điền số 3 vô. 7 ta cộng mấy bằng 10? 7 ta cộng số 3. 5 ta cộng số mấy bằng số 9? 5 ta cộng số 4. Sáu ta cộng mấy là bằng 9? 6 ta cộng 3. 10 tới trừ 3 được 7. 9 tới trừ cho 4 được 5. 3 số 6.
trừ bằng cách đếm thêm ngón tay. 9 ta trừ cho 5 nha, được 4. Mấy em đếm ngón tay ha. Bây giờ thầy thì này 9 ngón tay thì thấy mấy em đếm thì mấy em dơ hai cái bàn tay ra. Rồi mấy em trừ cho 5 có nghĩa là mình bỏ bớt 5 ha, bỏ bớt 5. Mà bỏ bớt 5. Đây 9 ngón nè. Cái máy quay thì để nó hơi xếp quá. Đấy, 9 9 ngón này đó. Chúng ta trừ 5 ha, trừ 5 có nghĩa là có bàn tay này coi như là thấy rồi. Vậy còn này 4 này, 4 đúng không? Và tương tự mấy em sẽ làm những cái bài phần dưới ha. Đó. Ví dụ như trừ có có 3. 4 là trừ 3. Như vậy là 4 này. Đó, 4 trừ 3 là chúng ta gặp một ngón này. À. Trừ 3. À trừ 3 chứ, trừ 3 chúng ta gặp 3 ngón. Như vậy là còn một ngón. Đó. Là còn số 1. 6 là trừ 5 là còn 1. 9 là trừ 8 là còn 1. 8 là trừ cho 6 là bằng 2. 10 là trừ 8 là còn 2. 7 là trừ cho 5 là 2. 10 là trừ 7 là 3. 10 là trừ 6 là 4. 8 là trừ 4. 4. 4. Và số 7. Vẽ tiếp rồi tô màu. Rồi chúng ta vẽ y chang như cái hình này nha. Vẽ tiếp rồi tô màu. Rồi chúng ta sẽ vẽ đây, lên đây, xuống đây. Rồi. Chúng ta sẽ lấy cái thước. Đây vẽ lên đây. À. Vẽ đây. Cái này cái hình tròn. Rồi chút nữa cho tô màu sao ha. Nè, chúng ta sẽ đi tìm lấy cái màu màu xanh tô. Nè, màu xanh. Ta. Chúng ta tiếp theo cái phần phía dưới. Rồi, chúng ta tô màu. Đây màu xanh nè. Cái này màu xanh nè. Cái này màu xanh nè. Cái này màu xanh nè. Rồi, chúng ta tô mấy bóng cái này.
Rồi, giờ xong phần đó. Rồi, xong. Chúng ta qua cái phần tiếp theo. Bài số 8. Quan sát bức tranh. À, bức tranh trên này là gì đây? Gồm một số con khỉ. Nào. Đây, trong này là toàn là khỉ không à. Rồi người ta hỏi ở dưới là cái gì đây? Câu A, có tất cả bao nhiêu con khỉ? Rồi chúng ta đếm. Đó là kéo xuống, chúng ta đếm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 con khỉ. À, như vậy là tổng cộng là chúng ta đếm là 10 con khỉ. Rồi, người ta hỏi tiếp theo. Gồm bao nhiêu con ở cành trên? Chúng ta quay lại, chúng ta đếm đếm tiếp, đếm lại. 1 2 3. Con này cũng ở trên cành trên, tại vì cái đuôi dính như đây nè, nó cũng thuộc vô trên cành trên nha, thuộc vô cành trên. Vậy 4 con nè, 5 6 con này cũng tương tự như con này, cũng cái đuôi cũng đang dính ở trên cái cành trên. Rồi, nên tên này cũng thuộc con cành trên. Và trên này trên là được là 6 con. Nè, 6 con. 6 con. Và bao nhiêu con ở cành dưới? Chúng ta kế xuống, ta đếm lại. 1 2 3 4 con. 4 con ở cành dưới. Và người ta yêu cầu vẽ cái sơ đồ này. Thì ngay chỗ này là cái con số 10. Và con này là con số 4 và số 6 trước à, số 6 trước và số 4. 4 6 gì cũng được, nhưng mà ở trên thì trên là số 6. Nha. Bài tiếp theo của B, người ta yêu cầu là tách gột. Nha, tách gột. Thì chúng ta sẽ lấy 6, chúng ta cộng cho hết mực rồi. 6 ta cộng cho 4 là bằng 10, được không? Rồi 4 ta cộng cho 6 là bằng 10, được không? Đó là gộp. Rồi tắt. Rồi ngày ta lấy 10, ta trừ cho 6 bằng 4. Đó. Ta tới lấy 10, ta trừ cho 4 bằng 6. Vậy là đó là xong cái phần đó. Tiếp theo qua bài số 9. Bài này khá là dài. Bài số 9 tính nhẩm. Trong này rất là nhiều cái phép tính. Rất là nhiều phép tính ở trong này. Thì chúng ta phải tính hết. 7 ra trừ 4 được bao nhiêu? Được 3. Yeah. 5 nó cộng cho 3 là bằng 8. 8 nó trừ cho 5 là còn 3. 8 nó trừ cho 2 là còn 8 nó trừ 6 là còn 2. 10 nó trừ cho 2 là còn 8. 8 nó trừ cho 5 là còn 3. 8 nó trừ cho 2 quay 8 trừ 6 với 8 trừ 2 hoài. 8 trừ 6 là còn 2, 2 cộng 1 là bằng 3. 7 ta trừ cho 5
là cộng 2. 9 trừ cho 7 là cộng 2. 10 trừ cho 8 là cộng 2. 9 trừ cho 6 4. 5 ta trừ 3 là 2. 10 ta trừ cho 8 là 2. 8 trừ 7 là còn 1. 10 ta trừ 5 là 5. 0 ta cộng 2 là bằng 2. 9 ta trừ 8 là còn 1. 1 ta cộng cho 4 là 5. 10 ta trừ 7 cộng 3. 4 ta cộng 0 là 4. Ta trừ cho 1 còn 3. Chù, cái này quá trời nhiều. 3 ta cộng 3 là 6. 6 ta trừ cho 4 là 2. 1 ta cộng cho 4 là 5. 5 ta trừ cho 3 là 2. 6 ta trừ 4 là 2. 5 ta trừ cho 2 là 3. 3 ta trừ cho 1 còn 2. 6 ta trừ cho 4. 6 trừ 2 là 4. 4 ta trừ cho 2 là còn 2. 2 ta trừ cho 0 là 2. 10 ta trừ cho 8 là 2. 2 ta cộng 2 là bằng 4. 7 ta trừ cho 1 còn 6. 6 ta trừ cho 2 là còn 4. 1 ta cộng cho 2 là 3. 3 cộng 1 là bằng 4. 9 ta trừ cho 4 là 5. 5 ta trừ cho 1 còn 4. 5 cộng 3 là 8. 8 ta trừ cho 4 cộng 4. Rồi chúng ta xem còn cái nào chưa tính không. Các bạn thấy chưa rồi đó. Đầy đủ. Câu B. Tô màu theo kết quả. Thứ nhất là xanh dương, xanh nước biển là số 1, kết quả là 1. Nâu là số 2, kết quả là bằng 2. Vàng là số 3. Xanh lá cây là 4, đỏ là số 5. Nha. Như vậy bây giờ thầy đi tô từng số 1, tới số 2, số 3, số 4, số 5, được không? Xanh nước biển. À, chúng ta đi tìm số 1. Đây số 1 đây. Rồi chúng ta tìm đây, rồi chúng ta tô tiếp. Tô luôn đi. Nào số 1. Rồi. Ta xem ở đây này có số 1 không? 3 2 3 2 2 4 2 2 3 5 3. Ủa số 1 số ít thế. Số 1 là ít thế.
Từ có sai không mà số 1 sao thoát có cái vậy trời. Rồi tạm thời thì số 1 chúng ta chỉ có phát hiện được có một cái à. Rồi, màu nâu là số 2. Màu nâu là số 2. Không có màu nâu đi chứ. Ủa mấy mình nào thật ra. Màu nào thầy không có có. Bây giờ thầy lấy đỡ màu tím ha, màu tím. Thầy lấy đỡ màu thầy màu số 2 là màu nào nha, số 2 là màu nào nhưng mà không có. Thầy lấy đỡ màu tím ha. Màu tím. Rồi số 2. Đây số 2 đây. Rồi số 2. Đây, số 2. Có số kỳ à. Sao không cần đấu gì cái mặt con cái con này kỳ à. 7 trừ 5 là 2, 8 là trừ cho 6 là 2. Mà em nhớ nha, lấy cái màu nâu nha, lấy màu nâu. Con này thằng có màu nâu thì lên được màu tím. Số 2. À đây số 2 luôn, vậy là đều luôn rồi. Cái nơ này chỗ này hơi lạ này, đúng ra bên đây là màu màu xanh thì bên này cũng màu xanh, nhưng bên này là có số 2, bên này là màu khác. Rồi cái mặt. Cái mũi cũng là màu này luôn mới ghê chứ. Sao nhìn kỳ vậy? Nhưng phải khác sẽ nó khác lạ nó mới đẹp đẹp chứ. Số 2. Rồi cái này là số 2. Là cái này là số 2. Là cái này là số 2. Tiếp theo chúng ta xem và coi số nào là số 2 nữa hả? Số 2 đây. Số 2 đây. Số 2 đây. Số 2 đây. Như vậy cái này chúng ta sẽ tô cùng lúc luôn.
nè. Ừ, số 2 đây luôn nữa. Tôi luôn được. Nghe cộng số 2. Rồi. Như vậy chúng ta đã hết cái số 2 rồi. Nha, hai số 2. Chúng ta sẽ qua số 3. Số 3 thì người ta họ nói là màu xanh lá. À, số 3 là màu vàng. Số 3 là màu vàng. Này, số 3 là màu vàng. Chúng ta sẽ đi tô màu vàng hết. Như vậy là số 3 này. Đây là màu vàng này, 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 màu vàng này. Giờ chúng ta tô hết luôn tất cả các phần này luôn. Rồi. Đó, giờ tô hết tất cả này màu vàng luôn. Chút này tô hơi bị nhiều quá. Tô hơi ảo ảo thế à, cho nên nhanh chứ nhiều quá. Mấy em tô cẩn thận nha, tô đừng có lem ra ngoài cái đường biên nha. Đừng có lem ra đường biên. Đó, tạm thời nha, tạm thời là ngay chỗ này thầy nghĩ rằng cái nơ này, hai cái nơ này đúc phải giống nhau nè. 8 là trừ 1, 8 trừ 7 còn 1, cái này là 10 đúng trừ 9 nè, bằng 1, để hai cái nơ này giống nhau nè. Còn cái này, cái nơ này số 2, cái này là số 1, cái nơ này khác nhau thì nó hơi lạ lạ quá. Rồi, tiếp theo, như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái mục số 3. Cái kết quả số 3 và kết quả số 4 là xanh lá. Chúng ta đi tìm xanh lá. Số 4. Đây, cái này số 4.
Đây. Số 4. Rồi, nguyên cái ở dưới này chúng ta, số 4. Số 4 này. Số 4. Từ đây. Chúng ta tô hết cái này. Đây, như vậy đó là số 4. Và cái cuối cùng là số 5. Số 5 người ta yêu cầu là màu đỏ. Nào, số 5. Này. Màu đỏ. Màu đỏ. Rồi, như vậy là kết thúc. Kết thúc chúng ta phải, chúng ta đã tô hết màu rồi nè. Đấy. Giờ chiên ngưỡng lại cái hình ảnh này, hình chú gấu này. Thì bài hôm nay chúng ta cũng có kết thúc tới đây. Các em nhớ đăng ký kênh để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.